Lý Kiều Minh đoạt quyền Tập Cận Bình ngồi hàng ghế đầu tại hội nghị quốc phòng và cải cách quân đội. Ông Tập Cận Bình đã thăm Kazakhstan và Uzbekistan liên tiếp từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 và tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, viết tắt là SCO do Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga dẫn đầu. Theo Nhân dân Nhật báo, sau khi hội nghị thượng đỉnh SCO kết thúc vào ngày 16 tháng 9, ông Tập Cận Bình đã ra thẳng sân bay đáp chuyên cơ trở về Trung Quốc từ địa điểm tổ chức thượng đỉnh và trở về Bắc Kinh vào nửa đêm ngày 16 tháng 9. Ông Tập Cận Bình đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông trở về Bắc Kinh và đã ẩn hình trong hơn một tuần. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, hội nghị cải cách quân đội và quốc phòng của Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 9. Dự hội nghị có hai phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Hứa Kỳ Lượng và Trương Hữu Hiệp cùng các ủy viên Quân ủy Trung ương. Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình đã không tham dự hội nghị mà đưa ra chỉ thị cho hội nghị yêu cầu quân đội tập trung vào việc chuẩn bị cho chiến tranh. Một thành viên khác của quân ủy vắng mặt là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Ông là tướng lĩnh do đích thân ông Tập Cận Bình đề bạt trọng dụng. Cảnh quay đưa tin của CCTV cho thấy ông Lý Kiều Minh, 61 tuổi, nguyên tư lệnh chiến khu Bắc Bộ bị miễn nhiệm trước đó, cũng đã tham dự hội nghị này và ngồi ở hàng ghế đầu. Trước đó, nhiều tin đồn cho rằng ông Lý Kiều Minh dính líu đến một cuộc binh biến. Ông Lý Kiều Minh ngồi ở hàng ghế đầu, đeo huy hiệu quân đội trước ngực tại cuộc họp. Tân Hoa Xã từng đưa tin, vào ngày 22 tháng 9, ông Tập Cận Bình đã gửi lời hỏi thăm tới lễ hội thu hoạch của nông dân Trung Quốc. Vào ngày 23 tháng 9, ông Tập đã gửi thư chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Thông tấn xã Trung Quốc. Trong giai đoạn này, rất nhiều tin tức bất lợi về ông Tập đã được lan truyền trên Twitter và thậm chí trên WeChat ở Trung Quốc đại lục. Một trong những tin tức phổ biến nhất trên Twitter là ông Hồ Cẩm Đào và ông Ôn Gia Bảo đã thuyết phục thành công ông Tống Bình, cựu ủy viên thường vụ nắm quyền kiểm soát Cục Cảnh vệ Trung ương. Ông Tập trở về Bắc Kinh vào tối ngày 16 tháng 9, bị kiểm soát tại sân bay và bị quản thúc tại nhà ở Trung Nam Hải. Hội nghị Trung ương 7 khóa 19 sẽ tuyên bố sự thật. Một nhà văn ẩn danh trên mạng Internet đại lục nói với phóng viên Epoch Times vào ngày 23 tháng 9 rằng thông tin mà ông nghe được là hiện giờ ông Tập Cận Bình chỉ có thể gửi thông tin từ xa và đang bị giam lỏng, không được phép lộ diện. Tuy nhiên, một số cư dân mạng trên Twitter lại cho rằng lý do ông Tập Cận Bình ẩn thân và vắng mặt trong cuộc họp có thể là do ông cần phải cách ly một thời gian theo quy định phòng chống dịch sau chuyến thăm nước ngoài.